thầy cô và các bạn sinh viên của trường Đại học Quốc tế Sài Gòn đến với đêm chung kết cuộc thi SIU Idol mùa thứ 3 năm 2011. Mình là Đỗ Bích Trâm, hiện là sinh viên năm 3 của trường Đại học Quốc tế Sài Gòn. Ngay lúc này đây, Trâm đang cảm thấy rất hào hứng và phấn khởi vì được chọn làm người dẫn chương trình cho đêm thi hôm nay. Hy vọng sự ủng hộ nhiệt tình của quý đại biểu, quý thầy cô và các bạn dành cho Trâm cũng như cho các thí sinh sẽ là một động lực to lớn để cuộc thi năm nay thành công tốt đẹp. Và bây giờ, xin mời tất cả mọi người cùng hướng về phía sảnh trường của chúng ta để cùng chào đón người bạn dẫn chương trình với Trâm hôm nay, một MC đã hết sức quen thuộc với tất cả chúng ta trong suốt 3 năm qua. Welcome Mr. Leon Hoàng Tâm! Ladies and gentlemen, welcome to the final round of SIU Idol 2011 season 3! Good evening, everybody. I'm Leon, and I'm glad to meet again in SIU Idol contest. Hi, Leon. Hi. Wow, I love your dress. It's so beautiful, and you too. Thank you. Yeah. Before we start the contestant tonight, let me introduce the woman who organized the program we are seeing. First, let me introduce program manager, Mr. Phạm Đức Quỳnh, international program manager. Chủ nhiệm chương trình, ông Phạm Đức Quỳnh, giám đốc chương trình quốc tế. Program advisor, state editor Thân Hiệp, music lecturer Tiếng Thật. Director, Hồ Ngọc Hoàng Tâm, the student of SIU DEL 0108. Đạo diễn Hồ Ngọc Hoàng Tâm, sinh viên khóa SIU DEL 0108. Scriptwriter Phạm Đức Quỳnh, the director of international program. Kịch bản Phạm Đức Quỳnh, giám đốc chương trình quốc tế. And Hồ Ngọc Hoàng Tâm, a student of SIU DBA 01. Hồ Ngọc Hoàng Tâm, sinh viên khóa SIU DEL 0108. MC of the ceremony, Hồ Ngọc Hoàng Tâm, the student of SIU DEL 0108. MC của chương trình, Hồ Ngọc Hoàng Tâm, sinh viên khóa SIU DEL 0108. And Đỗ Bích Trâm, student of SIU DBA 0108. Và Đỗ Bích Trâm, sinh viên khóa SIU DBA 0108. Lighting technician, Trần Thanh Nhân, student of SIU DEL 0209. Chịu trách nhiệm ánh sáng, Trần Thanh Nhân, sinh viên khóa SIU DEL 0209. Sound technician, Đinh Lê Huyền Trang, student of SIU DBA 0209. Chịu trách nhiệm âm thanh, Đinh Lê Huyền Trang, sinh viên khóa SIU DBA 0209. Scene manager, Dương Hữu Lộc, student of SIU DBA 0209. Quản lý hoạt cảnh, Dương Hữu Lộc, sinh viên khóa SIU DBA 0209. And finally, staging manager, Nguyễn Tấn Vũ, student of SIU DEL 0108. Và quản lý hậu đài, Nguyễn Tấn Vũ, sinh viên khóa SIU DEL 0108. Ladies and gentlemen, tonight you will see the competition of the 5 most excellent contestants. In the final round, we will see every contestant is going to sing two English songs. The first song is going to be performed with special guests who got high prize in previous season. And the second song is going to be performed alone. Năm nay chúng ta có 5 thí sinh xuất sắc nhất là vào vòng chung kết. Ở vòng thi này, mỗi thí sinh sẽ trình bày 2 bài hát tiếng Anh. Bài hát đầu tiên, thí sinh sẽ song ca cùng với những khách mời đặc biệt. Đó cũng chính là những thí sinh đã đạt giải cao trong các mùa SIU Idol trước. Và bài hát tiếp theo, thí sinh sẽ hát một mình. Yes, another new point is the comments from the examining board after every performance of contestant to help them draw on experience for their next performances.
Và một điểm mới nữa trong chương trình năm nay của chúng ta đó là những lời đánh giá nhận xét của ban giám khảo dành cho phần thi của mỗi thí sinh, để từ đó các thí sinh có thể rút ra được những kinh nghiệm quý báu cho những phần trình diễn sau này của mình. Now, I would like to introduce members of the examining board.